Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay nhé Nguồn tin từ các blogger giải trí cho biết Bộ phim Trường Ca Hành do địch lệ nhiệt 3 và triệu lộ Tư ngồi lỗi đồng chính Dự kiến lên sóng vào cuối tháng 3 Tuy đến hiện tại, ekip sản xuất của Trường Ca Hành vẫn chưa xác nhận thông tin Nhưng dựa vào động thái đi quay show live stream vẫn tranh thủ quảng bá cho Trường Ca Hành Khán giả đồn đoán rằng rất có thể Trường Ca Hành sẽ lên sóng sớm Hiện tại bộ phim cổ trang ngôn tình Cầm Tâm Tự Ngọc do Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương đóng chính vẫn đang làm mưa làm gió, nhưng chỉ tầm 2 tuần nữa thôi, Cầm Tâm Tự Ngọc sẽ chính thức khép lại. Nếu trường ca hành thực sự lên sóng vào cuối tháng 3 thì trùng hợp với thời điểm Cầm Tâm Tự Ngọc kết thúc. Sau đó mà khán giả có thể tạm yên lòng rằng không hết phim hay để xem đâu, chỉ là phim hay sẽ chuyển từ Cầm Tâm Tự Ngọc sang trường ca hành mà thôi. Không còn được xem Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương, Lý Thạnh, Hào Hoàng San tung hứng thì khán giả chuyển sang xem triệu lộ tư ngồi lỗi địch Lệ nhiệt ba bù vào nguồn tin lan truyền trên weibo cũng khẳng định trường ca hành sẽ giải quyết được một số rắc rối liên quan tới bản quyền vậy nên có khả năng bộ phim sẽ được phát sóng trên cả hệ thống xem phim của đảng tấn tension lẫn một đài truyền hình tiếng tăm nào đó trong trường ca hành địch lệ nhiệt ba đóng vai nàng công chúa vĩnh ninh lý trường ca cha của lý trường ca bị hoàng đế lý thế dân giết hại khiến cô phải giải chay lưu lạc sang hồ tìm cách phục thù trên đường lưu lạc, Lý Trường Ca gặp gỡ dũng sĩ người đột quyết là A Sử Nai chuẩn ngồi lối đóng. cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi trắng. Trước đó, vào ngày 2 tháng 8, trailer lời chính thức của siêu phẩm hành động cổ trang được mong chờ nhất năm 2020, Trường Ca Hành đã lên kệ màn ra mắt này nằm trong khuôn khổ sự kiện Đại hội thường niên do Tencent Đăng tấn tổ chức. Đoạn clip dài hơn 2 phút đã hé lộ tạo hình của nữ chính Lý Trưởng Ca do địch lệ nhiệt ba đóng. Trong đó, cô nàng được sân tình nhận xét là có tiến bộ về mặt diễn xuất. Bên cạnh nữ thần Kim Mừng, nam chính ngô lỗi cũng ghi điểm tuyệt đối với hình tượng A Sử Nai Chuẩn khí chất lỗi lạc như bước ra từ nguyên tắc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khán giả không thoải mái với cảnh khóc than của nhiệt ba ở phần đầu trailer, trông dựng chân và không được tự nhiên. Số khác thì than phiền rằng giữa cô và ngô lỗi không toát lên hơi thở cặp đôi sợ rằng khi vào phim thì người xem sẽ khó mà cảm nhận được gì chương ca hành gồm 50 tập sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới chúng mình là học phim nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn vậy thì đừng quên like đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại